Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cựu Tổng thống Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và đánh dấu sự trở lại chính trị đáng kinh ngạc sau 4 năm rời Tòa Bạch Ốc. Lúc 3 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày thứ Tư mùng 6 tháng 11, tức là 3 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, tình hình đã trở nên tuyệt vọng đối với Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi cựu Tổng thống Trump giành được 267 phiếu, trong khi bà Harris chỉ được 214 phiếu đại cử tri. Tại West Palm Beach, Florida, nơi ông Trump dự kiến sẽ phát biểu trước những người ủng hộ tại một trung tâm hội nghị, đám đông đã reo hò và hô vang USA, USA, USA khi Fox News tuyên bố ông là người chiến thắng. Theo Edison Research, nhiều người tin rằng ông Trump đã giành chiến thắng sau khi các tiểu bang chiến trường là Bắc Carolina và Georgia và hàng loạt tiểu bang khác rơi vào tay Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống đã thể hiện sức mạnh trên khắp cả nước, cải thiện thành tích năm 2020 ở mọi nơi, từ vùng nông thôn đến trung tâm thành thị. Đảng Cộng Hòa giành được đại đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ sau khi lật ngược các ghế của Đảng Dân Chủ ở Tây Virginia và Ohio. Không đảng nào có vẻ có lợi thế trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện, nơi Đảng Cộng Hòa hiện đang nắm giữ đa số mong manh. Ông Trump bước vào ngày bầu cử với cơ hội 50-50 để giành lại Tòa Bạch Ốc, một sự thay đổi đáng chú ý so với ngày 6 tháng Giêng năm 2021 khi nhiều chuyên gia tuyên bố sự nghiệp chính trị của ông đã kết thúc. Ngày hôm đó, một đám đông những người ủng hộ ông đã xông vào Quốc hội trong một nỗ lực dữ dội nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri tại Edison, ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ người gốc Tây Ban Nha, những cử tri theo đảng Dân Chủ truyền thống và các gia cư có thu nhập thấp vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng giá cả tăng kể từ cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất vào năm 2020. Ông Trump giành được 45% phiếu bầu của cử tri gốc Tây Ban Nha trên toàn quốc, theo sau Harris với 53%, nhưng tăng 13 điểm phần trăm so với năm 2020. Khoảng 31% cử tri cho biết nền kinh tế là vấn đề hàng đầu của họ và họ đã bỏ phiếu cho ông Trump với tỷ lệ 79%, theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu. Khoảng 45% cử tri trên toàn quốc cho biết tình hình tài chính của gia đình họ hiện nay tệ hơn so với 4 năm trước và họ ủng hộ ông Trump với tỷ lệ 80%. Các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng định giá vào chiến thắng của ông Trump vào cuối ngày thứ ba. Hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ và đồng đô la tăng cao hơn, trong khi lợi suất phát triển kho bạc tăng và Bitcoin tăng. Tất cả đều được các nhà phân tích và nhà đầu tư đánh dấu là giao dịch có lợi cho chiến thắng của ông Trump. Tại Đại học Howard, nơi đang tổ chức tiệc theo dõi lớn cho Harris, những người ủng hộ đã bỏ về rất đông, dự đoán rằng Phó Tổng thống sẽ không phát biểu trước đám đông vào tối thứ ba. Rick Richmond, đồng chủ tịch chiến dịch của Harris, đã có bài phát biểu ngắn gọn trước đám đông và cho biết Harris sẽ không phát biểu. Chúng tôi vẫn còn phiếu bầu để kiểm. Ông nói, chúng tôi vẫn còn các tiểu bang chưa ngã ngũ. Ông Trump đang giành được số phiếu bầu lớn hơn so với 4 năm trước ở hầu hết mọi nơi trên đất nước. Đến 12:30 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ hay 12:30 trưa theo giờ Việt Nam, các quan chức đã gần hoàn tất việc kiểm phiếu tại hơn 1.600 quận, khoảng một nửa cả nước, và tỷ lệ phiếu bầu của ông Trump đã tăng khoảng 2% so với năm 2020, phản ánh sự thay đổi rộng rãi nếu không muốn nói là đặc biệt sâu sắc trong sự ủng hộ của người Mỹ đối với vị tổng thống mà họ đã lật đổ 4 năm trước. Ông đã cải thiện số phiếu ở các quận ngoại thành, vùng nông thôn và thậm chí một số thành phố lớn, vốn là thành trì của Đảng Dân Chủ. Ở các quận có thu nhập cao và thu nhập thấp, và ở những nơi tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao, và ở những nơi hiện đang ở mức thấp kỷ lục.
Harris đã giành được sự ủng hộ lớn từ cử tri ở thành thị và ngoại ô, nhưng sự ủng hộ dành cho bà ở những nơi đó lại kém xa Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri, gần 3/4 số cử tri cho biết nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Điều này nhấn mạnh mức độ phân cực sâu sắc trong một quốc gia mà sự chia rẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong cuộc đua tranh khốc liệt. Ông Trump đã bỏ phiếu sớm gần nhà ông ở Palm Beach, Florida. Nếu tôi thua cuộc bầu cử, nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng, tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó, ông Trump nói với các phóng viên. Giám đốc của Tesla, Elon Musk, một người ủng hộ ông Trump nổi tiếng, đã theo dõi kết quả tại Mar-a-Lago cùng ông Trump. Hàng triệu người Mỹ xếp hàng trật tự để bỏ phiếu. Chỉ có một số ít tiểu bang báo cáo tình trạng gián đoạn, bao gồm một số lời đe dọa đánh bom không đáng tin cậy mà FBI cho biết có vẻ xuất phát từ các tên miền email của Nga. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba đã khép lại một cuộc đua chóng mặt với nhiều sự kiện chưa từng có, bao gồm hai nỗ lực ám sát ông Trump, việc Tổng thống Biden bất ngờ rút lui và sự thăng tiến nhanh chóng của Harris. Hỏa tiễn Tomahawk của Hoa Kỳ được Kyiv để mắt tới so với hỏa tiễn Caliber của Nga như thế nào? Trong khi Kyiv công khai tuyên bố đã gửi đơn thỉnh cầu Hoa Kỳ cung cấp hỏa tiễn tầm xa Tomahawk, thì hầu như không khả năng là họ sẽ nhận được loại đạn dược phóng từ biển có sức mạnh tương đương với hỏa tiễn Caliber của Nga, mặc dù chúng có thể mang lại nhiều lợi thế cho chiến dịch chiến tranh. Tờ New York Times đưa tin vào cuối tháng 10 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất với Hoa Kỳ như một phần trong kế hoạch chiến thắng của mình rằng Kyiv sẽ nhận được hỏa tiễn Tomahawk là điều chưa từng được đưa tin trước đó. Kế hoạch chiến thắng do Zelensky soạn thảo đã được trình lên các nhà lập pháp Ukraine và những người ủng hộ quốc tế của Kyiv vào tháng trước, nhưng đã nhận được phản ứng hờ hững tại thời điểm có thể là thời điểm quan trọng trong nỗ lực chiến tranh. Nga đang giành lợi thế ở phía đông và tương lai của viện trợ quân sự Ukraine mà Kyiv phụ thuộc đang bị đe dọa trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Một quan chức cao cấp giấu tên của Hoa Kỳ nói với tờ báo rằng yêu cầu về Tomahawk là hoàn toàn không thực tế. Zelensky xác nhận với các phóng viên rằng ông đã yêu cầu Washington cung cấp hỏa tiễn Tomahawk và nói thêm, đây là thông tin mật giữa Ukraine và Tòa Bạch Ốc. Chúng ta nên hiểu những thông điệp này như thế nào. Vậy, điều đó có nghĩa là giữa các đối tác không có gì là bí mật, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Tomahawk là vũ khí chính xác tầm xa được sử dụng bởi tàu nổi và tàu ngầm của quân đội Hoa Kỳ. Tầm bắn có sự khác biệt đôi chút giữa các phiên bản hỏa tiễn, nhưng nó có thể tấn công ở khoảng cách lên tới khoảng 2.414 km. Con số này vượt xa phạm vi 483 km của hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của quân đội hay ATACMS, hỏa tiễn đạn đạo được Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine với số lượng hạn chế. Ukraine đã bị hạn chế bởi lệnh cấm của phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu về việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga, cách xa hàng trăm dặm vào lãnh thổ Mạc Tư Khoa. Kyiv đã lớn tiếng phản đối lệnh hạn chế này, nhưng cho đến nay Washington vẫn chưa nhúc nhích. William Freer, nghiên cứu viên về an ninh quốc gia tại Tổ chức Tư vấn Hội đồng Địa Chiến lược có trụ sở tại Anh cho biết, những hỏa tiễn Tomahawk trong tay Ukraine có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Freer nói với Newsweek rằng, chúng có thể khiến các tài sản và cơ sở hạ tầng quân sự tầm xa của Nga dễ bị tấn công, cũng như gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Nga. Nga có kho dự trữ hỏa tiễn hành trình phóng từ tàu ngầm hoặc tàu chiến, bao gồm cả loại Caliber mà nước này thường xuyên sử dụng để nhắm vào Ukraine từ Hắc Hải. Các quan chức Kyiv cho biết, Nga trải qua giai đoạn bắn nhiều hơn một loại hỏa tiễn nhất định, chẳng hạn như Caliber, sau đó là thời gian tạm lắng khi nước này bổ sung kho dự trữ của mình. Freer cho biết Caliber đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công của Nga và có tầm bắn tương tự như Tomahawk của Hoa Kỳ. Mối đe dọa từ Caliber không thể bị đánh giá thấp, nhưng thành tích chiến đấu của Tomahawk còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn, Freer cho biết. Freer cho biết Ukraine có thể sử dụng hỏa tiễn Tomahawk để tấn công các tuyến tiếp tế của Nga và làm gián đoạn các cuộc không kích của Mạc Tư Khoa vào quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Điều này có thể mang lại kết quả có ý nghĩa trên chiến trường. Nhưng Freer cho biết, Hoa Kỳ đã hạn chế số lượng hỏa tiễn hành trình tấn công mặt đất sau khi đã sử dụng hết một phần đáng kể trong kho dự trữ của mình trong những năm gần đây. Freer cho biết, do nhu cầu duy trì kho dự trữ hỏa tiễn cho một tình huống bất chắc có thể xảy ra với Trung Quốc,
nên không rõ Hoa Kỳ có thể chuyển giao bao nhiêu hỏa tiễn ngay cả khi vượt qua được sức ì leo thang. Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một mối đe dọa đang gia tăng, với sự chú ý ngày càng hướng đến hoạt động quân sự của Bắc Kinh. Theo công ty quốc phòng khổng lồ Raytheon, nơi sản xuất hỏa tiễn, Hoa Kỳ và các đồng minh đã sử dụng loại đạn này trong chiến đấu hơn 2.300 lần. Có một số biến thể của Tomahawk bao gồm cả loạt Block V mới và hiện đại mà Hoa Kỳ đã dành vài năm qua để nâng cấp. Freer cho biết, bất kể kết quả thế nào, cuộc xung đột ở Ukraine là lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của khả năng tấn công, kho dự trữ vũ khí thấp và năng lực sản xuất hạn chế trên khắp NATO. Những vấn đề cần phải được khắc phục. Ukraine cởi mở với triển vọng, Qatar làm trung gian an ninh năng lượng với Nga, cho biết hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Ukraine không đàm phán trực tiếp với Nga về lệnh ngừng bắn năng lượng, nhưng sẵn sàng cho một nước thứ ba làm trung gian thực hiện các cuộc đàm phán về công thức hòa bình. Andriy Yermak, nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 4 tháng 11, vị quan chức này đưa ra tuyên bố này để đáp lại nhiều cơ quan truyền thông đưa tin Kyiv và Mạc Tư Khoa đang thảo luận sơ bộ về việc cùng nhau ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng. Sau khi các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian được cho là đã thất bại lần đầu tiên vào tháng 8 sau vụ tấn công xuyên biên giới vào Kursk, tờ Financial Times đưa tin vào ngày 29 tháng 10 rằng các bên đang cân nhắc việc nối lại các cuộc thảo luận. Điện Cẩm Linh đã phủ nhận việc nối lại các cuộc đàm phán trong một tuyên bố vào ngày 30 tháng 10. Phát biểu tại Montreal, Canada, Yermak bác bỏ mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Mạc Tư Khoa. Ông nói thêm rằng một hội nghị quốc tế chuyên đề do Qatar đồng tổ chức về việc thực hiện khía cạnh an ninh của công thức hòa bình của Ukraine đã được diễn ra trực tuyến vào tháng 8 mà không có sự tham gia của Nga. Vị quan chức này cho biết Kyiv sẽ không loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận dựa trên hội nghị chuyên đề thông qua các bên trung gian, nêu tên Qatar hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có thể giúp các bên thực hiện các kết luận. Sau đó, chúng tôi nói rằng nếu hôm nay Qatar hoặc bất kỳ quốc gia nào khác sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận này riêng rẽ với Ukraine và riêng rẽ với Nga thì hãy thực hiện, Yermak nói. Điểm thứ ba trong công thức hòa bình của Ukraine lên án các cuộc tấn công của Nga vào mạng lưới năng lượng của Ukraine và kêu gọi các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn để làm suy yếu khả năng duy trì các cuộc tấn công này của Mạc Tư Khoa. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, ý tưởng về việc cùng nhau ngừng các cuộc tấn công năng lượng để thực hiện mục tiêu này đã được đề xuất trong Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu đầu tiên tại Thụy Sĩ vào tháng 6. Ông cho biết rằng sự sẵn sàng của Nga trong việc dừng các cuộc tấn công có thể báo hiệu sự sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình rộng rãi hơn. Một thỏa thuận sẽ đánh dấu sự xuống thang quan trọng nhất của cuộc chiến kể từ khi Putin ra lệnh xâm lược toàn diện Ukraine vào đầu năm 2022. Yermak nhấn mạnh rằng hiện tại không có thỏa thuận nào như vậy được thảo luận với Nga. Tài liệu bị rò rỉ cho thấy lời đề nghị hòa bình đầu tiên của Nga vào năm 2022 không gì khác ngoài việc Ukraine đầu hàng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.